càng làm rõ hơn tuyến khác thường của tuyến tránh Cai Lậy. Vì sao tuyến tránh không đi thẳng chỉ vài km nối thẳng với quốc lộ 1A, tiết kiệm thời gian di chuyển cho tài xế mà lại đột ngột ngoặt vào một cách khó hiểu? Nhìn trên bản đồ cho thấy quốc lộ 1A cũ qua thị xã Cai Lậy tạo ra một vòng cung lớn, tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy hiện nay nằm ở đường dây cung, có thể khắc phục được tình trạng vòng cung của quốc lộ 1A cũ. Tuy nhiên, khi đi được 1/2 tuyến đường nối giữa hai cánh cung, tuyến tránh BOT Cai Lậy đột ngột ngoặt vào quốc lộ 1A khi vừa kết thúc thị xã Cai Lậy. Nếu tính từ điểm ngoặt vào tuyến tránh Cai Lậy để nối vào quốc lộ 1 chỉ còn 7,7 km, trong khi đó cũng tính từ điểm này đến hết tuyến tránh đã xây dựng là 5,54 km, chỉ chênh nhau hơn 2,3 km. Nếu tiến hành như phương án giải định, khoảng cách giữa hai cánh cung sẽ rút ngắn được khoảng cách di chuyển được hơn 3 km, tổng chiều dài 14 km so với đi quốc lộ 1A cũ 17 km, còn đi theo tuyến tránh hiện nay, quãng đường kéo dài hơn so với đi quốc lộ 1A hiện nay thêm gần 1 km. Quan sát bản đồ vệ tinh cho thấy, đoạn đường giả định cũng không xuất hiện khu đông dân cư, gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng. Trao đổi với một kỹ sư từng tham gia thiết kế đường tuyến tránh thị xã Cai Lậy, anh này cho biết điểm đầu tư và điểm cuối do chủ đầu tư, các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang đưa ra. Trả lời phóng viên, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay tình hình an ninh trật tự tại trạm BOT Cai Lậy rất phức tạp, vượt ra ngoài tầm nên tỉnh có các kiến nghị báo cáo về văn phòng chính phủ. Chiều nay, Thủ tướng cũng mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra Hà Nội tham dự cuộc họp giải quyết vấn đề này. Do đó, kết quả cụ thể như thế nào thì phải chờ buổi làm việc chiều nay. Khi phóng viên đặt câu hỏi, trạm BOT Cai Lậy có thể dời vào tuyến đường tránh hay không? Ông Tuấn cho biết, vấn đề này chưa biết được vì thẩm quyền thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Quan điểm của tỉnh Tiền Giang có ủng hộ việc di dời trạm hay không? Ông Tuấn nói, hiện chưa thể trả lời được. Lãnh đạo Tiền Giang nói về dời BOT Cai Lậy. Chiều ngày 4 tháng 12, khi được hỏi quan điểm của tỉnh có ủng hộ việc dời trạm thu phí BOT Cai Lậy về tuyến tránh, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Tiền Giang đã từ chối phát ngôn và cho biết mọi việc phải chờ sau cuộc họp với Thủ tướng. Nói về trạm thu phí BOT Cai Lậy, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết dự án này nằm trên địa bàn của tỉnh nên có một phần trách nhiệm của địa phương. Theo ông Tuấn, ban đầu, tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đầu tư dự án BOT Cai Lậy từ ngân sách. Tuy nhiên, do gặp khó khăn nên phải kêu gọi đầu tư. Diễn biến mấy ngày qua tại BOT Cai Lậy là không thể lường trước được và đã vượt quá tầm kiểm soát của tỉnh, ông Tuấn nói. Phó Chủ tịch tỉnh Tiền Giang cũng xác nhận tỉnh đã báo cáo khẩn vụ việc để xin ý kiến chỉ đạo từ chính phủ. Chiều ngày 4 tháng 12, Chủ tịch tỉnh Lê Văn Hưởng đã ra Hà Nội để dự cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ về BOT Cai Lậy. Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện mọi việc phải chờ sau cuộc họp với Thủ tướng. Còn tỉnh đang cố gắng tìm giải pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại BOT Cai Lậy. Theo ghi nhận của phóng viên, tính riêng trong ngày 4 tháng 12, đã có 6 lần BOT Cai Lậy phải xả trạm từ khoảng 2 giờ đến hơn 9 giờ sáng. Sau khi nhiều tài xế phản ứng dẫn đến tình trạng kẹt xe cục bộ từ khoảng 9 giờ sáng cho đến hơn 16 giờ chiều ngày 4 tháng 12, trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại. Chiều nay, khu vực này có mưa nhỏ và giao thông tại trạm khá thông thoáng. Trước đó, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ 9 giờ sáng ngày 30 tháng 11 sau hơn 3 tháng tạm dừng. Liên tục từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, trạm thu phí này nhiều lần phải xả trạm. Các tài xế đã dùng rất nhiều chiêu như trả tiền rẻ, trả tiền chẵn, đòi thối lại 100 đồng. Chây ì tại trạm, tranh luận với nhân viên thu phí, khiến ùn tắc kéo dài, buộc trạm Cai Lậy phải xả trạm. Mặc dù Cai Lậy đã giảm phí khoảng 30% và miễn phí cho người dân ở một số xã lân cận, nhưng nhiều người vẫn còn phản ứng. Vấn đề mà người dân và các tài xế đặt ra là cần di dời trạm BOT này về tuyến tránh. Bộ Giao thông nói về 3 kịch bản với BOT Cai Lậy. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông sáng nay 5 tháng 12 đã đề cập tới 3 kịch bản để giải quyết những vấn đề đối với trạm thu phí BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang.
liên quan đến vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, sáng 5 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Thủ tướng đã có quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy trong vòng 1 đến 2 tháng để rà lại toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, tổ chức thu phí, làm rõ việc tuân thủ quy định pháp luật, làm rõ những vấn đề có thể có bất cập, từ đó xây dựng phương án cụ thể để báo cáo Thủ tướng trước khi tổ chức thu phí trở lại. Thứ trưởng Đông cũng nói về những bất cập mà dư luận đã nêu lên, như cho rằng việc nhà đầu tư làm tuyến tránh nhưng lại đặt trạm thu phí trên quốc lộ, trong đó có các trạm thu phí BOT Cai Lậy, Biên Hòa Đồng Nai, Bến Thủy Nghệ An. Đối với BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết có 3 kịch bản để tính toán. Kịch bản thứ nhất, nếu giữ nguyên vị trí trạm BOT Cai Lậy, tăng cường tuyên truyền vận động, kèm cải thiện dịch vụ, để giải đáp những thắc mắc như mở thêm làn. Kịch bản thứ hai, di dời trạm thu phí về tuyến tránh, tức là phá phương án tài chính. Với kịch bản này, cần tính toán lại, thương thảo với nhà đầu tư về thời gian thu phí. Tuy nhiên, rất khó khả thi bởi thời gian thu hồi vốn không đúng theo cam kết vay vốn, có thể ảnh hưởng tới nợ xấu ngân hàng. Kịch bản thứ ba là sẽ đặt 2 trạm thu phí, 1 trạm trên quốc lộ 1, để thu phí phần nhà đầu tư bỏ ra đầu tư trên quốc lộ, đồng thời đặt 1 trạm trên tuyến tránh để thu phí phần nhà đầu tư đã đầu tư làm tuyến tránh. Trả lời câu hỏi của báo Người Lao Động về 3 kịch bản với BOT Cai Lậy nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã nghe báo cáo và các bộ ngành đều có ý kiến trong cuộc họp tối 4 tháng 12. Cũng có bộ ngành thiên về phương án này, phương án kia, tuy nhiên, nhìn chung không có ai nói nhà nước sẽ mua lại dự án BOT Cai Lậy, ông Đông nói. Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn yêu cầu phải rà lại toàn bộ để xem xét. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các phương án để so sánh, lấy ý kiến rộng rãi, các cơ quan, đơn vị, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nêu rõ. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, chiều tối ngày 4 tháng 12, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan cùng với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang để tìm giải pháp cho dự án trạm thu phí BOT Cai Lậy. Tại cuộc họp, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo 3 phương án đối với dự án BOT Cai Lậy. Sau khi nghe Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan, tỉnh Tiền Giang báo cáo các phương án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận, chỉ đạo về vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy. Theo đó, Thủ tướng kết luận, việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT là hoàn toàn đúng đắn và cần tiếp tục hình thức này để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại. Tinh thần là có những vấn đề đúng pháp luật, đúng quy trình, nhưng không phù hợp thực tiễn, không hợp lòng dân, thì vẫn phải nghiêm túc lắng nghe, cầu thị tiếp thu để sửa chữa. Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư BOT Cai Lậy đã thực hiện đúng quy định, quy trình, nhưng khi có ý kiến băn khoăn, chưa đồng tình, có kiến nghị từ phía nhân dân, doanh nghiệp, thì phải lắng nghe để xem xét, đánh giá toàn diện, từ đó đề ra những giải pháp tháo gỡ phù hợp. Thủ tướng nêu rõ, việc luôn tôn trọng ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp để có giải pháp thấu tình, đạt lý, có sự đồng thuận, sự đồng cảm cao và chia sẻ từ phía xã hội là hết sức cần thiết. Thủ tướng yêu cầu, trong khi Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện phương án cuối cùng, trình Thường trực Chính phủ quyết định, các cơ quan liên quan cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm như khai tăng khối lượng cũng như xem lại mức phí và vị trí đặt trạm thu phí để vừa bảo đảm quyền lợi của người dân vừa góp phần thúc đẩy các dự án BOT giao thông. Kiên quyết không được để vấn đề kinh tế phát sinh thành các bất ổn xã hội. Sau khi Thường trực Chính phủ quyết định phương án cuối cùng đối với dự án BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông Vận tải cùng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức họp báo để công bố công khai, minh bạch. Vụ BOT Cai Lậy, tài xế cầm biên bản đến trụ sở, trưởng công an nói chưa gặp. Về việc hai tài xế bị mời lên trụ sở công an huyện Cai Lậy, trưởng công an huyện cho biết chưa thấy ai đến làm việc. Trong khi phóng viên tuổi trẻ chứng kiến cả hai tài xế đều đã có đến trụ sở công an huyện Cai Lậy, Đại tá Trương Văn Sáng, trưởng công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ việc vẫn đang thuộc thẩm quyền giải quyết của công an huyện Cai Lậy.
cơ quan công an đã gửi giấy mời, nhưng chưa thấy ai đến, đang tiếp tục làm giấy mời gửi lần thứ hai, ông Sáng nói. Tuy nhiên, qua trao đổi với phóng viên, tài xế Nguyễn Minh Trung 31 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, cho biết. Ngày 2 tháng 12, tức đúng ngày cơ quan điều tra hẹn, anh quay lại làm việc, anh đã đến trụ sở công an huyện Cai Lậy. Tuy nhiên, một số cán bộ ở đây nói, hôm đó cơ quan nghỉ làm việc, nên tôi đi về. Đến nay tôi vẫn chưa nhận được giấy mời nào từ phía cơ quan công an, anh Trung giải thích. Anh cho biết, do chủ nhật và thứ hai anh bận chạy xe, nên dự định sẽ đến trụ sở công an Cai Lậy vào ngày 5 tháng 12. Trong khi đó, chiều 4 tháng 12, tài xế Trịnh Hồng Phương 50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, đã đến trụ sở công an huyện Cai Lậy để hỏi về việc xử lý biên bản mà Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ BC67 Công an tỉnh Tiền Giang đã lập đối với ông vào chiều 30 tháng 11 tại trạm BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, các cán bộ ở đây hướng dẫn ông đến trụ sở BC67 tại thành phố Mỹ Tho. Sau đó, BC67 lại hẹn ông Phương vào ngày 7 tháng 12 sẽ giải quyết. Trao đổi với phóng viên ngay trước trụ sở công an huyện Cai Lậy vào chiều 4 tháng 12, ông Phương cho biết ông chấp hành các khoản phạt. Theo biên bản, dù không đồng ý với các lỗi vi phạm ghi trong đó là điều khiển ô tô dừng trái quy định, gây ách tắc giao thông và không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Tại BOT Cai Lậy, ông cho rằng nếu bị xử phạt vì hai lỗi trên thì trước mắt sẽ đóng phạt, tuy nhiên ông sẽ kiện quyết định xử phạt này vì theo ông, vào thời điểm bị lập biên bản, ông chỉ dừng xe để mua phí và chờ nhân viên trạm thối tiền, chứ không dừng ô tô trái quy định, gây ách tắc giao thông như cáo buộc trong biên bản. Cụ thể như sau, vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 11, ông Phương lái xe 7 chỗ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, dùng tiền đã mua vé qua trạm, nhưng một lúc sau, có một xe cẩu được điều tới và một cảnh sát giao thông tiến hành làm việc, tạm giữ bằng lái xe của ông. Sau đó, ông Phương bị áp giải lên xe đặc dụng để đưa về công an huyện Cai Lậy. Lúc này, tài xế Trung đứng chắn trước xe đặc dụng, bám vào kính xe để ngăn cản, nên cũng bị áp giải theo ông Phương.